Ồ, quá đã. Đó chính là âm thanh quen thuộc của điện thoại Vtu chính hãng. Khởi động chiếc điện thoại này cũng như những chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất hiện nay, cầm chiếc điện thoại trên tay, chính diện mình nhìn vào màn hình thì bên hông bên phải sẽ có một cái nút này là màu đỏ. Màu đỏ này để khởi động, chúng ta sẽ giữ nút ở đây tầm vỡ cỡ 3 giây. Ngay lập tức chiếc điện thoại rung lên và biểu tượng logo nổi tiếng của thương hiệu Vtu, logo Vtu sẽ được khởi động. Kể cả mặt trước và mặt sau cũng đều có hiển logo lên. Bây giờ sau khi khởi động chiếc điện thoại lên thì chúng ta sẽ bắt đầu acti. Mình sẽ chọn ngôn ngữ, bởi vì đây là dòng quốc tế, bản phiên bản quốc tế, nên mình sẽ chọn là ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta thao tác cho dễ. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu khởi động, kết nối điện thoại với SIM, vì đây Kỳ Lân chưa để SIM vào nên Kỳ Lân bỏ qua. Và chọn mạng Wi-Fi thì Kỳ Lân sẽ chọn mạng của Kỳ Lân. Sau khi kết nối Wi-Fi thì điện thoại sẽ được kết nối. Mà thường thì khi acti á, Kỳ Lân nghĩ là chúng ta nên không nên kết nối với thiết bị mạng. Để chúng ta acti xong, lúc đó chúng ta sẽ kết nối thiết bị mạng. Lúc đó đăng nhập thì sẽ tránh trường hợp là đôi khi chúng ta bị nhầm là đồng bộ dữ liệu thì điện thoại sẽ khởi động lâu hơn. Đồng ý với những chính sách quyền riêng tư. Sau đó đến bước là bảo mật thiết bị thì có cài đặt khuôn mặt của bạn, cài đặt vân tay, cài mật khẩu thì tạm thời Kỳ Lân sẽ bỏ qua luôn. Ở đây khi đến chỗ bước mà điều hướng hệ thống, mình sẽ chọn chế độ màn hình, thay đổi điện thoại. Thay đổi điện thoại có thể chuyển danh bạ, hình ảnh và các ứng dụng khác sang điện thoại mới. Bạn có thể bỏ qua bước này và sử dụng tính năng này trong Z backup sau. Bỏ qua. Rồi các ghi chú mình tiếp theo. Đăng thiết lập điện thoại. Wow, Vtu Iron Flip. Đây là tên của chiếc điện thoại Vtu cảm ứng nắp gập đời mới, cấu hình mạnh này, Vtu Iron Flip. Đây, và khi bắt đầu thì chúng ta sẽ thấy giao diện đầu tiên lúc nào cũng vậy. Chúng ta để ý thường trong những chiếc điện thoại Vtu chính hãng đời mới hiện nay sẽ có cái phần chỗ giao diện này. Đây là cái đồng hồ điện tử trên cái phần app giao diện này. Khi chúng ta di chuyển thì sẽ thấy được cái bóng của cái kim chạy qua chạy lại trên này, rất là chuyển động, hiệu ứng rất chuyển động và tạo sự sống động cho chiếc điện thoại. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.